trò chúng mình sẽ cùng nhau vào phần kiến thức. Ở phần kiến thức, cô giáo có ví dụ sau. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Cô có 5 tấn 132 kg. Cô đổi ra thành bao nhiêu tấn? Muốn đổi được thì cô sẽ đưa cái 5 tấn 132 kg về thành một hỗn số. Hỗn số ấy có phần nguyên và phần phân số, ta lại chuyển đổi như bình thường. Cô đưa như sau. 5 tấn 132 kg. Cô biến đổi thành hỗn số 5 132 phần 1.000 của tấn. Đến đây, cô lại dễ dàng viết được rồi. Phần nguyên ở đây có 5. Sau đó cô viết dấu phẩy. Phần thập phân ở đây ta có 132 phần 1.000. Ta sẽ chuyển thành 132 đằng sau dấu phẩy. Ta viết được số 5,132. Chính là số thập phân mà cô vừa chuyển đổi từ 5 tấn 132 kg bằng 5,132 tấn. Từ các đơn vị đo khối lượng, cô đã chuyển thành số thập phân. Và đây là hai đơn vị, các con nhìn thấy nó có cả đơn vị tấn lẫn kg. Thì sau khi chuyển về số thập phân, nó chỉ còn lại là một đơn vị thôi. Đó là đơn vị tấn. Đơn vị tấn ở đây thì ta thấy phần nguyên ở đây nó có 5 tấn, ta đưa vào phần nguyên. Phần còn lại 132 ta sẽ đưa vào phần thập phân và nó đứng sau dấu phẩy. Các con đã hiểu cách làm chưa? Chúng mình cùng tìm hiểu tiếp nhé.